Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Đây là những tác phẩm mà mình tạo ra. Và mình xin giới thiệu, mình là một người đam mê làm sáng tạo nội dung trên YouTube. Và video ngày hôm nay mình sẽ tạo ra những video thật là tuyệt vời và ý nghĩa để gửi tặng đến các bạn. Và video đó là gì thì mời các bạn cùng theo dõi để đón xem. Và mình mong rằng các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh khi xem video của mình, để mình tiếp tục lấy động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ không để các bạn phải chờ lâu nữa, mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình tạo ra video của mình. Xin mời các bạn. Thì làm tiếp tục tô màu nhé con. Nè, phải 5 giờ đã về. 4 giờ là ừ. Đúng rồi. Chơi game đi. Không chơi làm gì đấy à? Chơi gì ạ? Chơi được. Cái gì? Nhìn kỹ hay là mày ăn.
mặt đây. Nhưng mà nhìn nó tự nhiên mà đúng không? Đúng rồi. Được, hay là chị ưng rồi. Tự nhiên là chị ưng. Nhìn cái mặt nó long lanh lên hẳn. Long lanh, long lanh. Mắt chị bị cận mà. Chị bị cận nên là cái mắt chị nó không long lanh. Mà đeo cái len là cái long lanh hẳn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Đây là những tác phẩm mà mình tạo ra. Và mình xin giới thiệu, mình là một người đam mê làm sáng tạo nội dung trên YouTube. Và video ngày hôm nay mình sẽ tạo ra những video thật là tuyệt vời và ý nghĩa để gửi tặng đến các bạn. Và video đó là gì thì mời các bạn cùng theo dõi để đón xem. Và mình mong rằng các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh khi xem video của mình. Để mình tiếp tục lấy động lực ra video, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ, không để các bạn phải chờ lâu nữa, mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình tạo ra video của mình. Xin mời các bạn. Bố ngoài đi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nha con. Lấy một cái sạc tay xì rồi. Mà nam phi, hoa lan nam phi nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu là. Bây giờ mình sẽ bắt đầu là với màu đỏ tiên nhé. Mày đi ra mà không đóng cổng. Nghe không một phát kìa. À không phải đâu, đây là màu tím xanh nhà. Xanh tím nhà.
đâu. Biết làm thì đấy nhỉ.